Xin giới thiệu, đây là cây ổi. Cái gốc ổi hơi bị to. Gốc ổi này khoảng 10 năm rồi. Quả là rất là nhiều. Quả rất là to ngon. Đó. Từng chùm một. À, chùm quả tuyệt vời luôn bà con ạ. Đây là giống ổi như này, vừa làm cảnh vừa để ăn được. Quả to này ăn rất ngon, cùi dày, ổi này là cùi rất dày, ăn giòn. Quả sai quá. Quả ổi. Ui kia quả to quá. Ôi ôi. Rất nhiều quả to. Rất nhiều quả to. Quả này có vẻ gần chín rồi. Quả này nữa. Đây là cây ổi. Chùm này rất là xinh. Quả. Cây ổi trong này rất là sai. Ôi, quả này to quá. Theo các bạn, quả này khoảng bao nhiêu lạng? Quả này đến nửa cân không? Quả đến nửa cân quá này. Đây. Ai da. Đây, tay tán cái tay tán này. Tay này. Tự nhiên đấy, đây là tự nhiên đấy ạ. Đây là gió bão nó bị cong này đấy ạ. Gió bão. Gốc này rất là đẹp. Gốc này cho lên chậu rất là đẹp. Đấy. Nga ơi. Để hôm nay mình ra vườn này thăm cây ổi này, mình sẽ tiến hành vệ sinh cho cây ổi. Dưới này nhiều cỏ quá. Sẽ cắt cho cây ổi. Ôi giời, dưới tận dưới gốc cũng có quả này. Dưới gốc có quả. Đó. Ổi này rất nhiều quả. Ui giời, chùm quả kia đẹp quá. Chùm quả to quá. À. Ê, quay được một tiếng hành một vắt quả ổi kia. Này. Đứng tận đấy á. Đứng đấy. Ê, hôm nay là cái thu hoạch quả ổi này nhá. Quả ổi này to quá. Phong ra đây nhìn nhá. Quả to quá. Quả ổi này rất là to. Quả ổi này rất là to. Đây, mình thu hoạch cả quả ổi này nhá. Vặt nhá. Rất là ngon. Ai da, chắc quá. Ai da, chắc quá. À, ngon quá. Quả rất là ngon này. Thấy chưa? Giống ổi này. Quả này là yên tâm, không sợ bị sâu roi gì cả. À, ăn thử. Quả này để phần con gái. Đấy. Bây giờ này, vặt ổi xong rồi tiến hành dọn vườn.
Rồi, thôi thôi. À, kêu rất là đẹp.